Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ phim Tây Hành Kỳ Over, mốc thời gian xảy ra vào nhiều năm trước phần 1, lúc mà thầy trò Đường Tam Tạng phụng mệnh đi lấy Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Mở đầu bộ phim là một nhóm thiếu niên hai nam hai nữ xông vào bên trong hang động. Trên tay lăm lăm vũ khí định tập kích bao quân, đại vương ở đây nhằm giành lấy tự do cho mình. Dẫn đầu là Bách Nhãn Ma Quân, hắn nhanh chóng lao lên định làm thịt bạo quân vậy nhưng không được. Bạo quân mở mắt đúng lúc, sau đó rút vũ khí phản công. Ngay sau đó những người còn lại cũng đồng thủ, đáng tiếc không phải đối thủ của bạo quân. Dù là vậy thì Bách Nhãn Ma Quân vẫn không bỏ cuộc. Vậy nhưng tên tóc đỏ còn lại thì không nghĩ vậy, đường lui duy nhất chính là lấy công chuộc tội. Hắn nhanh chóng lao lên đâm một dao vào người Bách Nhãn. Bách Nhãn cũng không ngờ được đồng đội lại phản bội mình. Bạo quân lên tiếng, đây mới là cách làm thông minh, người thức thời mới có thể sống sót. Lão ra lệnh cho đàn em bắt đám người Bách Nhãn lại, vô số yêu quái lao ra tấn công. Hai cô gái lập tức bị khống chế, còn Bách Nhãn cũng bị ăn hành ngập mồm. Vậy nhưng hắn vẫn không cam chịu, đúng lúc sắp về với đất mẹ thì tự dưng bộc phát được yêu hồn. Bạo quân nhanh chóng bị khống chế, không thể dùng sức mạnh, sau đó bị Bách Nhãn tiễn về đất mẹ. Kế tiếp là tên phản bội kia. Kể từ ngày đó, hắn ta lên làm đại vương của Cùng Kỳ Địa Động và yêu cầu đám tiểu yêu đi bắt phàm nhân tới lao động. Trước đêm trăng tròn phải xây dựng được xong ma khí, từ đó hoàn toàn triệt để không chế đám yêu quái, sẽ không có sự phản bội nữa. Cùng lúc này, thầy trò Đường Tam Tạng vừa tiến vào một cái trấn nhỏ. Bởi vì mốc thời gian xảy ra rất sớm, vậy nên bộ dạng của Đường Tam Tạng vẫn còn trẻ. Tôn Ngộ Không nhanh chóng cảm nhận được nơi này rất khác thường, luồng yêu khí này không giống với những cái trước. Cậu ta định đi dọn dẹp vậy nhưng Đường Tam Tạng lại can ngăn, nếu thực sự là kiếp số mà vận mệnh đã an bài thì cuối cùng cũng phải đối mặt. Chú Bát Giới cảm thán, dọc đường đánh giết nhiều yêu quái như vậy, cuối cùng cũng đến thị trấn của nhân gian, cũng có thể tha lòng rồi. Vừa dứt lời thì dân chúng xung quanh đã chạy tán loạn, Tôn Ngộ Không lập tức tiến lại hỏi thăm rồi cùng nhau tiến vào trong quán nghỉ ngơi. Đường Tam Tạng lo lắng, trên bầu trời thị trấn, mây đen dày đặc tụ lại mà không tiêu tan, e rằng có đại yêu quấy phá. Bản nãy nghe thấy những dân chấn kia nói rằng bắt công tượng gì đó. Tôn Ngộ Không đoán chừng đó chính là mục đích của những yêu quái kia. Họ cảm thấy hai nữ tử đằng sau vô cùng khả nghi. Chư Bát Giới vừa nghe tới hai từ nữ tử liền sáng mắt. Hắn cảm thán bản thân thừa nhận khi chất xuất chúng của mình khó tránh sẽ dẫn tới một vài nữ tử âm thầm ngưỡng mộ. Nữ tử này chính là Hắc Tơ, còn nữ tử này là Bạch Sa. Chư Bát Giới sau khi nhìn thấy dáng vẻ đẹp của Hắc Tơ thì sáng mắt hẳn lên, sau đó chủ động tiến lên bắt chuyện, tỏ vẻ quan tâm. Lỡ như bị yêu quái bắt đi, bị giam vào nơi âm u bằng lãnh gì đó phủ đầy mãng xa kiến lửa, chịu đủ tra tấn chẳng phải là quá đáng thương hay sao, vừa nói vừa không quên tiếp cận. Đồng thời, không quên khoe khoang thân phận thành chủ Cự Chư Sơn Thành của mình và tự thừa nhận mình là lợi hại nhất trên yêu quái đại đạo. Vừa nói tới đây, đám yêu quái đã xông vào trong quán, Chư Bát Giới thế về liền xun vòi, còn Tôn Ngộ Không lại cảm thấy thích thú, cuối cùng cũng có thể vận động gần cốt rồi. Cậu nhanh chóng lấy kim cổ bồng rồi đập cho đám yêu quái nằm sấp mặt. Quá nhanh, quá dễ dàng. Đột nhiên, một mũi ám khí lao tới đánh lén Tôn Ngộ Không. Không ngờ người vừa xuất thủ lại là nữ tử tên Bạch Sa kia. Bọn họ đều là thuộc hạ của Bách Nhãn Ma Quân và cũng là hai người con gái ngày đó đã cùng nhau bỏ chạy. Đường Tam Tạng nhận ra đám tiểu yêu quái đó là do hai người kia mang tới. Bạch Sa khuyên mọi người mau rời đi, chuyện này vốn dĩ không liên quan tới bọn họ, đừng có lo chuyện bao đồng. Tôn Ngộ Không đáp lại thành ý tốt này bằng cách cầm gậy tấn công, đừng có phí lời với bọn họ, hai người đánh nhau kịch liệt. Đám người Đường Tam Tạng và Sa Ngộ Tĩnh cũng không rảnh tay. Còn Chư Bát Giới thì chủ động khiêu khích Hắc Tơ và bị nàng ta tấn công kịch liệt. Chư Bát Giới vừa tránh né vừa trêu đùa, dùng lời lẽ của một tên háo sắc chính hiệu. Điều này làm cho nàng ta càng thêm tức giận và ra tay nặng hơn. Về phần Tôn Ngộ Không, thực lực hoàn toàn trên cờ Bạch Sa, cho nên nàng ta buộc phải bỏ chạy. Nhận ra tình huống có biến, Hắc Tơ lập tức rút lui. Chư Bát Giới đuổi theo vậy nhưng giữa đường do độc tố phát tác nên nằm ngã ngửa. Một mực đuổi theo Bạch Sa, Tôn Ngộ Không vô tình làm cho một đứa trẻ gặp nguy hiểm. Điều không ngờ là Bạch Sa lại chủ động lao tới giải cứu đứa bé đó. Đường Tam Tạng thấy vậy, liền ngăn cản Tôn Ngộ Không đừng truy đuổi nữa. Nếu trong lòng cô ta vẫn còn thiện niệm thì cũng không cần đuổi tận, giết tuyệt. Hai người quay lại giải cứu dân làng, hốt gọn đám yêu quái lại một chỗ. Vừa mới xong việc thì tự dưng xuất hiện một tên đạo sĩ. Hắn tự giới thiệu mình là Chóc Yêu Sư huyền chính của Thánh Trường An, đặc biệt đến đây hàng yêu. Vậy nhưng chưa kịp nói hết lời thì đã trượt chân ngã xuống. Không ngờ Đường Tam Tạng và huyền chính lại quen biết nhau, hắn ta còn là sư huynh của ông nữa. Ông thì lại cố ý lảng tránh. Lý do là vì tên này mỗi lần đánh xong mới ra sân làm màu. Dựa theo lời của huyền chính, trên cổ một tên yêu quái đều có ấn ký. Sau khi bị đánh lên ấn ký, hình con rết này sẽ trở nên tàn bạo hùng mãnh. Có lẽ là bị Bách Nhãn Ma Quân khống chế. Hắn ta là đại yêu của Cùng Kỳ Địa Động. Nghe đồn một khi bị hắn khống chế thì không có phương pháp phá giải.
Dân chúng nhanh chóng đi ra giải bày, những yêu quái này thường tới chấn bắt người, nếu như chống cự sẽ bị cắn chết luôn. Họ cầu xin Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư diệt trừ Bách Nhãn Ma Quân cứu ra người thân của họ. Chứng kiến một màn này, Đường Tam Tạng cũng phải động tâm. Huyền Chính nhân cơ hội này khoác lác, có hắn ở nơi này nhất định là mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp. Sau khi trở về, Hector liền đem chuyện đụng độ Đường Tam Tạng bẩm báo lại. Bách Nhãn Ma Quân từng nghe nói thế giới để một đoàn người tiến về bỉ giới lấy vĩnh hằng chi hỏa, mà Đại Yêu Tôn Ngộ Không cũng vừa vặn phù hợp để hắn khống chế sai khiến. Hector nghe vậy liền chủ động xin đi bắt yêu hầu về cho Ma Quân. Đợi mà khí xây xong, hắn sẽ trở thành chủ nhân của toàn bộ đám yêu quái đại đạo. Dạ tâm này quả thực rất lớn. Yêu quái đại đạo là nơi vô cùng nguy hiểm, ngay cả thiên thần cũng không dám tùy ý xông vào. Chưa dừng ở đó, dạ tâm của Bách Nhãn Ma Quân còn lớn hơn, hắn muốn lãnh đạo những đại yêu lớn mạnh tấn công thiên giới. Về phía thầy trò Đường Tam Tạng, bọn họ nhanh chóng lên đường. Cây hài chưa bắt giới vừa đi vừa run rẩy lo lắng, nơi này âm u như vậy, liệu không có mai phục chứ? Đúng là khi gặp cái đẹp thì sáng mắt, bây giờ gặp một con quạ đen bay ngang qua cũng xôn vòi. Mày mê một hồi liền bị bỏ lại phía sau. Hắn hốt hoảng đuổi theo, vậy nhưng ai ngờ vấp phải cục đá rồi tiện đường lăn như trái bóng về phía trước. Vừa vặn nơi hạ cánh lại trước cửa một ngôi chùa bỏ hoang, Tôn Ngộ Không cảm thấy yêu khí nơi này rất nặng. Bước vào bên trong, cậu phát hiện ra có kẻ đang ở đây. Tuy nhiên, bộ mặt vẫn bình thản giả vờ như không biết, thậm chí còn cố tình trêu đùa chữ bát giới khiến hắn sợ mất mặt. Huyền Chính dự đoán lối vào của cùng kỳ địa động rất có thể là ở đây, vậy nhưng sau một hồi tìm kiếm lại không thấy bất cứ lối vào nào. Chữ bát giới vì ham ăn nên vô tình bị phục kích, lại còn dẫm phải nút khởi động cơ quan, vô số mũi tên rơi xuống định biến các thầy cho thành con nhím. Nhân cơ hội mọi người đang phân tâm phòng thủ những mũi tên kia, Hector liền phóng ra tơ nhện treo cả đám lơ lửng trên không trung. Vừa bị trong ngược, các thầy trò vừa cố gắng phản kích. Chữ bát giới ngoài việc tấu hài và làm bìa đỡ đạn thì chẳng có thêm tác dụng gì. Sa Ngộ Tĩnh sử dụng phép thuật của mình thoát ra, sau đó chặn đứt tơ nhện giải cứu mọi người. Hector tiếp tục kêu gọi nhiều hơn nữa đám tiểu yêu, tất cả đều hướng về Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng nhận ra đám yêu quái này đang nhắm về mình. Cậu không mất quá nhiều thời gian đã cho bọn chúng nằm hít đất buộc cho Hector phải tự mình động thủ. Đúng với bộ dáng háo sắc của mình, chữ bát giới tranh thủ ngó đầu ra ngắm mỹ nhân. Tôn Ngộ Không nhìn thấy tên heo mập này liền nảy ra ý xấu, cậu ta nhanh chóng biến thành bộ dạng chữ bát giới rồi khiêu khích Hector, đồng thời tráo đổi vị trí. Kết quả là chữ bát giới thật bị nàng ta truy đuổi, mặc dù đã cố gắng giải thích rằng nàng ta nhận nhầm người rồi, vậy nhưng trình độ biểu diễn của Tôn Ngộ Không lại quá cao siêu, biến ra thành thật, đầy bia đỡ đạn cho chữ bát giới. Hector không biết điều này, nàng ta nhanh chóng khống chế hắn lại rồi mang người rời đi. Dựa theo khí tức, mọi người cũng tìm thấy lối vào. Huyền Chính lo sợ bên dưới có nguy hiểm nên tìm cách lảng tránh. Trước tiên vẫn nên tìm chút trợ thủ. Xui xẻo thay đúng lúc định quay xe chuồn thì trượt chân ngã thẳng xuống lối vào. Mọi người thấy vậy cũng không chậm trễ nữa. Một đường kéo lôi chữ bát giới đi. Hector càng thêm tức giận, lý do là tên này quá nhầy, bị ăn đập liên tục vậy nhưng vẫn không chịu cầm mồm, lại còn thừa cơ hội tiếp cận. Về phía thầy cho Đường Tam Tạng, bọn họ rơi xuống một vùng đất xanh tươi, điều này làm cho ông cũng bất ngờ. Còn tưởng rằng bên trong cùng kỳ địa động sẽ là quỷ vực đen kịt kinh khủng, vậy nhưng ai ngờ mọi thứ trái ngược hoàn toàn. Đột nhiên Tôn Ngộ Không cảm thấy có con bướm to đùng bay ngang qua, từng là yêu quái nên vội vàng dùng đá tấn công. Không ngờ rằng người ở trên con bướm lại là Huyền Chính, cả đám nghe tiếng la hét cũng bất ngờ, âm thanh của yêu quái này sao lại quen tai vậy. Huyền Chính chẳng biết chuyện gì, hắn nhắc nhở mọi người nên cẩn thận, bản thân mới bị yêu quái tấn công đó. Tôn Ngộ Không nghe vậy chỉ biết ngượng cười. Tiếp tục đi lên, Huyền Chính vô cùng thích thú, không ngờ rằng Ma Quân lại là thế ngoại tiên cảnh như vậy. Dưỡng lão ở nơi này cũng rất tốt đó. Đường Tam Tạng vô cùng lo lắng cho bát giới, Tôn Ngộ Không lại thản nhiên hơn. Nếu như đã tìm được địa động này, không bằng đại náo một trận buộc tên Bách Nhãn kia giao ra bát giới là xong mà. Đường Tam Tạng không chịu, làm như thế e rằng sẽ làm bị thương người vô tội. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một vài tên yêu quái, cứ từng bọn chúng xông ra chặn đường. Ai ngờ là do chữ bát giới phong khí khuôn choáng đám này, đồng thời lưu lại manh mối. Về phần Hector, sau một hồi lôi kéo tên heo mập, nàng ta cũng nhận ra mình đã bắt nhầm người. Đúng là đáng ghét, lại bị con khỉ thối kia đùa giỡn. Vậy nhưng mà chỉ cần có con lợn này ở đây thì còn có cơ hội bắt được bọn chúng. Đi thêm một đoạn, khí tức của bát giới biến mất. Đúng lúc mọi người chưa biết làm thế nào thì Đường Tam Tạng lại phát hiện trên cục đá có vết máu. Tên Huyền Chính lập tức lên tiếng muốn thể hiện phá án, chỉ cần 2 ngày là có thể điều tra ra. Vậy nhưng còn chưa kịp có cơ hội thể hiện thì đám người Đường Tam Tạng đã tiến lên. Dọc đường đi, chữ bát giới tiếp tục nói nhảm. Kết quả là bị người đẹp xuất cho mặt mày bầm tím, máu mũi chảy lênh láng. Đi tới một cái hồ, khí tức của bát giới lại biến mất. Tôn Ngộ Không muốn sử dụng vũ lực, chỉ có thể phá hủy hang ổ của đám yêu quái này. Cậu không tin là hắn ta sẽ không thả người.
Đường Tam Tạng tiếp tục căn ngăn, điều này không phù hợp với tính cách bồng bột của Tôn Ngộ Không, cho nên cậu ta vô cùng tức giận. Cũng may sang Ngộ Tĩnh phát hiện thêm manh mối khác, đó là mảnh y phục bát giới treo lơ lửng ở cành cây trên con sông. Từ điều này suy ra bọn họ đã di chuyển bằng đường thủy. Đường Tam Tạng muốn tìm con đường khác, đáng tiếc là điều này không đúng với tính cách thích thể hiện của Huyền Chính. Hắn ta nhanh chóng lấy ra một con thuyền bằng lá cây, tên của nó là Cung Kỳ Ba Tiêu Diệp, có thể chở nặng ngàn cân. Nhìn vào con thuyền này, Đường Tam Tạng càng thêm nghi ngờ. Tôn Ngộ Không vội nhảy lên kiểm tra. Tuy rằng đây chỉ là mảnh lá cây, vậy nhưng không ngờ đạp lên lại giống thuyền, hoàn toàn không bị chìm. Sang Ngộ Tĩnh cũng bước lên, chỉ có Đường Tam Tạng là lưỡng lự. Hóa ra là ông bị say sóng, cho nên lúc nãy mới 700 phương ngàn kế đòi đi đường khác. Bây giờ hết cách rồi, đành phải lấy hết can đảm bước lên. Tên Huyền Chính tiếp tục ba hoa thêm vài câu, kết quả là ba thầy cháu đã lái thuyền đi từ lúc nào. Bây giờ chỉ còn hắn ở trên bờ, đã không có võ công thì thôi, mà xung quanh lại xuất hiện ba tên tiểu yêu. Cho nên hắn chỉ còn một cách là ngồi chỗ chờ chết. Ba thầy trò cứ như vậy trôi theo con suối mà đi vừa không ngừng lướt sóng. Đường Tam Tạng nhanh chóng nôn mửa, vậy nhưng trên miệng vẫn vô cùng cứng rắn, không sao đâu mà. Đột nhiên xuất hiện một đàn thủy yêu, nó liên tục tấn công chiếc thuyền. Sang Ngộ Tĩnh và Tôn Ngộ Không chủ động ra ngoài đánh địch. Chỉ riêng Đường Tam Tạng là ở yên một chỗ ôm trụ, bởi vì thuộc tính của Sang Ngộ Tĩnh là cát, cho nên bị hạn chế là không thể tiếp xúc với nước. Sau một hồi trôi theo dòng nước, bọn họ cũng đến một cái thác nước. Mặc kệ là không biết bơi, Đường Tam Tạng vẫn nhất quyết lái thuyền lao xuống bên dưới. Sang Ngộ Tĩnh nhanh chóng thu mình lại vào chiếc mặt nạ. Sau đó cả ba thầy trò đều đồng loạt trôi theo dòng thác. Kết quả là suýt nữa bị chết đuối. Đúng là cuộc đời có nhiều chỗ không thể ngờ được. Bản thân ông có thể dùng sức mạnh một mình đánh gục hết đàn yêu quái, thậm chí đối đầu với thiên thần cũng không sợ. Thế nhưng lại suýt bị chết đuối chỉ vì không biết bơi. Nơi bọn họ hạ cánh là một vùng toàn bằng. Tôn Ngộ Không cảm thấy không đúng lắm. Thứ hàn khí này rất lạ, cũng không phải hang động băng bình thường. Mới tỉnh dậy, Đường Tam Tạng liền muốn đi cứu bát giới. Điều này làm cho cậu tức giận. Lúc nào ông cũng nghĩ tới việc cứu người. Chỉ sợ bát giới còn chưa cứu được, thì chính ông đã xong đời rồi. Dù là vậy thì Đường Tam Tạng vẫn kiên quyết. Đó là trách nhiệm của một người làm sư phụ như ông. Hai thầy trò tiến vào bên trong thăm dò. Vừa vặn chữ bát giới cũng ở bên trong và bị hắc tơ đóng băng lại mỗi chỗ. Chỉ thua cái đầu ra ngoài để thở và nói chuyện. Nàng biết nhóm người Đường Tam Tạng rất nhanh sẽ đuổi tới đây, chỉ cần tiến vào nhà tù băng này thì đừng hòng ai có thể sống sót ra ngoài. Quả đúng như lời Hắc Tơ đã nói, hai thầy trò nhanh chóng tìm thấy chữ bát giới. Đường Tam Tạng muốn quan sát tình hình trước, còn Tôn Ngộ Không thì nôn nóng đi xuống xử lý công chuyện. Tuy nhiên, người động thủ đầu tiên lại là Hắc Tơ. Nàng ta dùng vũ khí của mình kéo dây tảng băng lôi hai thầy trò xuống. Tôn Ngộ Không nhân cơ hội đó lao lên đánh phủ đầu. Sang Ngộ Tĩnh cũng ra sân, cả hai lao vào tấn công Hắc Tơ, còn Đường Tam Tạng thì chạy tới giải cứu bát giới. Đối mặt với kẻ địch mạnh, Hắc Tơ đành phải biến cho lại bản thể là nhện yêu, sau đó liên tục phóng tơ, hai người đánh nhau kịch liệt không ai nhường ai. Về phần Đường Tam Tạng, chưa giải cứu được bát giới thì đã đụng độ ngay chung cuối Bách Nhãn Ma Quân. Bách Nhãn vẫn cho rằng kim côi chú là cách mà ông sử dụng để khống chế Tôn Ngộ Không. Đường Tam Tạng thẳng thắn trả lời, chẳng cần phải khống chế gì cả, mối quan hệ giữa mọi người là đồng đội kể vài chiến đấu. Hắn ta không tin, cánh tay lập tức vung cây liềm chém đứt sợi xích. Đường Tam Tạng kịp thời thoát ra được, sau đó chủ động lao tới tấn công phủ đầu Bách Nhãn Ma Quân. Nếu là phiên bản Đường Tam Tạng của vài chục năm sau thì có lẽ đã khóc, vậy nhưng ở lúc này thì hoàn toàn không phải đối thủ của Bách Nhãn Ma Quân. Ông nhanh chóng bị khống chế, Bách Nhãn tạo ra một tầng kết giới bên ngoài rồi bắt đầu kích điện. Tôn Ngộ Không thấy sư phụ gặp nguy hiểm liền lao tới giải cứu. Tuy nhiên kết giới lại quá chắc chắn, phải mất một chút thời gian để đánh vỡ. Bách Nhãn cũng không muốn chơi đùa nữa, hắn ném Đường Tam Tạng xuống dưới vực. Điều mà hắn muốn xem đó chính là phản ứng của Tôn Ngộ Không sẽ như thế nào. Hắn cho rằng bản thân ông cần tới hầu yêu đó, còn hầu yêu vốn dĩ không cần ông. Đáng tiếc là suy nghĩ của hắn đã sai, Tôn Ngộ Không bỏ qua đối thủ trước mắt là Bách Nhãn để lao xuống vực giải cứu sư phụ. Điều này làm cho hắn cũng cảm thấy tiếc nuối. Băng động đang sụp đổ, rơi xuống dưới chỉ có cái chết, hắn chỉ có thể tìm một đại yêu khác đến thay thế cậu mà thôi. Vất vả cố gắng hết sức cũng đã giải cứu được sư phụ, bốn thầy trò lần nữa đoàn tụ cùng nhau. Vậy nhưng làm xong vấn đề này thì vấn đề khác lại xảy tới. Bọn họ hoàn toàn bị nhốt ở bên trong, không có lối ra. Hàn khí băng lãnh thấu xương nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể. Rất nhanh nữa thôi, bọn họ sẽ trở thành món thịt đông lạnh, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không ngoại lệ. Đúng lúc đó, Bạch Sa lại từ bên dưới xuất hiện, cứ tưởng rằng sẽ chết trong tay mỹ nhân. Vậy nhưng ai ngờ Bạch Sa đến là để giải cứu mọi người, đưa mọi người đến một nơi khác nghỉ ngơi. Nơi này chính là sao huyệt bí mật của Bạch Sa, nàng ta lúc này đang nằm một chỗ dưỡng sức. Huyền Chính cũng ở đây chờ sẵn, hắn cho biết. Nàng ta sớm đã biết Bách Nhãn nhập ma, qua nhiều năm như vậy, nàng ta chỉ có thể âm thầm xoa dịu sự đau đớn của những tiểu yêu này. Cũng kỳ vọng có người có thể tới ngăn cản những chuyện này, và người được nàng kỳ vọng nhất chính là thầy trò Đường Tam Tạng.
Theo lời Bạch Sa nói, ma khí mà Bách Nhãn Ma Quân tạo ra có thể trợ giúp hắn khống chế toàn bộ yêu quái đại đạo. Đến lúc đó, thế gian này sẽ hứng chịu diệt thế tai ương trước nay chưa từng có, bây giờ chỉ còn một canh giờ để hành động nữa mà thôi. Lúc này, Bách Nhãn Ma Quân vẫn chưa biết chuyện đám người Đường Tam Tạng vẫn còn sống. Hắn vô cùng háo hức chờ đợi thời khắc khống chế toàn bộ yêu quái đại đạo. Cuối cùng do lành cũng điểm, hắn nhanh chóng đặt con mắt xuống tế đàn. Đáng tiếc các thầy trò cũng xuất hiện đúng lúc, Tôn Ngộ Không nhanh chóng lao lên cướp giật. Bị phá hỏng kế hoạch, hắn ta tức giận lao lên tấn công, hai người tiến hành một trận so đấu. Những người khác cũng không rảnh tay, họ cùng nhau chiến đấu với đám tiểu yêu. Vậy nhưng đáng chú ý nhất vẫn là cặp đấu của yêu hầu Tôn Ngộ Không và Bách Nhãn Ma Quân. Thực lực của hắn ta không tầm thường chút nào, lại thêm sự trợ giúp của Hunter dùng tờ nhận nhất Tôn Ngộ Không lại. Cuối cùng viên ngọc hình con mắt kia cũng lại rơi vào tay hắn, không còn ai ngăn cản nữa, hắn bắt đầu khởi động trận pháp. Ma khí nhanh chóng tuôn trào xung quanh, dung nham bên dưới phun trào càn quét khắp nơi. Các thôn làng gần đó đều bị tai họa, nhà cửa cơ hồ đều bị phá hủy, thương vong xảy ra vô số. Tôn Ngộ Không tức giận lao ra tấn công liên tục, đẩy lui hắn ta rồi phá hủy cơ quan. Tuy nhiên ma khí vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Hắn ta cho biết ma khí một khi đã mở ra dù là ai thì cũng không thể dừng lại. Đường Tam Tạng nảy ra sáng kiến, ông cùng với Chư Bát Giới lao về tòa tháp. Lúc này Chư Bát Giới cũng không giấu nghề nữa. Hắn nhanh chóng tập kết linh khí và biến thành bộ dạng châu điền, càn quét mọi thứ trước mắt. Tôn Ngộ Không và Bách Nhãn Ma Quân vẫn liên tục đánh nhau. Từ trên xuống dưới, từ phải qua trái, từ trong ra ngoài, tiếng vũ khí va chạm liên tục. Cuối cùng, Bách Nhãn cũng rơi vào thế yếu và bị đánh nằm sấp mặt. Tuy nhiên, hắn ta lại lợi dụng cơ hội Tôn Ngộ Không tiếp cận đó để khống chế cậu, khiến cho cậu hóa điên lên. Cơ thể trở về trạng thái đại viên hồn và liên tục lao tới tấn công các thầy trò. Đường Tam Tạng buộc phải sử dụng đến kim cô chú, sau đó xâm nhập vào ý thức của Tôn Ngộ Không, trợ giúp cậu thoát khỏi khống chế. Bách Nhãn Ma Quân chứng kiến chuyện này liền không thể tin nổi. Tức giận vì trở thành con rối của Bách Nhãn, Tôn Ngộ Không liền hồi biến gậy nhu ý thành khổng lồ, đập nát tòa tháp cùng mọi thứ xung quanh. Sau đó hai thầy trò biểu diễn màn song kiếm hợp bích, liên tục bón hành cho kẻ địch. May cho Bách Nhãn Ma Quân là dị tượng nguyệt thực xảy ra đúng lúc, điều này giúp hắn cường đại hơn. Hắn hóa thành bộ dạng bản thể, Tôn Ngộ Không cũng biến lớn rồi lao vào đánh tay đôi, còn Đường Tam Tạng thì ở bên ngoài chuyển sức mạnh. Sau khi được tiếp thêm năng lượng, Tôn Ngộ Không lấy lại lợi thế, đồng thời còn lấy ra gậy như ý bón hành cho gã. Cuối cùng, hắn ta cũng bị đánh nằm ngã ngửa. Chỉ chờ có vậy, hai thầy trò liền lao tới xuất một kích toàn lực. Bách Nhãn Ma Quân vừa đứng dậy thì Tôn Ngộ Không đã đánh tới. Trong thời khắc nguy cấp đó, Hunter bất chấp nguy hiểm lao ra ngăn cản. Nàng ta phun ra vô số tơ nhện răng thành nhiều tầng lưới. Nhìn một màn này, Bách Nhãn cũng cảm động. Có lẽ hắn không ngờ rằng vẫn có người sẵn sàng hy sinh vì mình. Tất cả chỉ vì chữ tình. Trước khi chết, Hunter cũng được nói ra suy nghĩ trong lòng của mình. Hai người ôm nhau dưới súng dòng dung nhằm nóng bỏng. Vừa giết chết xong trùng cuối thì Huyền Chính lại xuất hiện cùng với Bạch Sa. Hắn cho biết chỉ cần đánh vỡ nham băng ngàn năm phía trên liền có thể dập tắt nham tường. Đây là cách duy nhất, cũng là cách tự tìm đường chết. Dù là vậy thì Tôn Ngộ Không vẫn không bỏ cuộc. Cậu lao lên trên, dùng hết sức mình đánh tới tấp vào tàng băng, đến nỗi nắm đấm liên tục chảy máu, vậy nhưng vẫn không từ bỏ. Sự cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp. Tàng băng bị đánh vỡ, thân thể Tôn Ngộ Không cùng vô vàn mảnh băng rơi xuống bên dưới. Hàn khí từ băng ngàn năm tỏa ra nhanh chóng dập tắt dung nham, cứu sống vô số bách tính. Giải quyết được chuyện lớn trước mắt rồi, vậy nhưng vẫn còn một vấn đề nữa. Nham băng ngàn năm không thể phá vỡ, hàn khí có thể ăn mòn yêu lực. Cho nên, mối quan tâm lúc này là sự an toàn của Tôn Ngộ Không. Sang Ngộ Tĩnh và Chư Bát Giới đều không cảm nhận được khí tức của cậu nữa. Đường Tam Tạng không tin, ông lao lên đào bới, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vậy nhưng vẫn không thấy bóng dáng của đồ đệ ở đâu. Sau khi đã xúc động, thất vọng rơi nước mắt thì bất ngờ lại tới. Hóa ra là ban nãy đào nhầm chỗ, thảo nào không thấy xác. Ông lập tức chạy về phía cậu, kéo cậu ra khỏi đống đất đá. Lúc này trời cũng sáng, Đường Tam Tạng tiến hành dọn dẹp một phen. Ông sử dụng ra đạo Tàng Tâm Kinh trừ đi tà chú. Đây chính là chiêu thức truyền khắc chế ám hồn. Làm xong chuyện, Huyền Chính mới đi lên giải bày. Mới gặp nhau chưa bao lâu, hắn và Bạch Sa đã nảy sinh tình cảm. Hắn dự định ở lại cùng nàng ta gây dựng lại địa động. Bạch Sa đi lên cảm ơn. Sau đó các thầy trò cũng không nán lại thêm nữa, họ lại tiếp tục lên đường. Tại thiên giới, tin tức đoàn người Đường Tam Tạng thuận lợi thông qua cùng kỳ địa động lập tức được Sát Tâm Quan Âm bẩm báo cho Đế Thích Thiên. Ông ta tỏ ra vô cùng vui mừng, như vậy là cách đích đến ngày càng gần rồi. Tới đây thì tập phim đã hết rồi. Nếu thấy video này bổ ích, hãy để lại cho mình xin một like cùng một lượt đăng ký và đừng quên bấm nút chuông thông báo ở bên dưới để nhận thêm nhiều video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!